Như vậy sau một thời gian tổ chức offline cũng như các sự kiện tại Việt Nam thì Samsung chính thức bán chiếc Galaxy Tab S bao gồm hai phiên bản là kích thước màn hình 8,4 inch và 10,5. Hôm nay mình sẽ mở với các bạn cái màn hình 8,4 inch với cấu hình cao cũng như sử dụng màn hình Super AMOLED. Phía sau in một số thông tin như là máy sử dụng với xử lý 8 nhân, trong đó có 4 nhân chạy tốc độ 1,9G và 4 nhân chạy tốc độ là 1,3G. Máy có 3GB RAM, sử dụng cái điều khiển từ xa. Bên cạnh đấy camera 8MP, camera trước là 20MP, có khả năng quay và xem phim có độ phân giải Full HD. Dung lượng pin là 4900mAh. Samsung còn rất là khéo léo in ở bên thông tin máy là mỏng chỉ có 6,6mm. Bây giờ mình sẽ xin được khui hộp cái sản phẩm này. Samsung làm rất là tỉ mỉ cái thiết bị của mình. Chúng ta sẽ có một cái túi trong suốt để đựng cái chiếc Galaxy Tab S. Tuyệt vời quá. Lần đầu tiên thấy Samsung tỉ mỉ như này. Đây là chiếc Galaxy Tab S 8.4 của mình. Bên dưới mình sẽ có cục sạc, cắp kết nối micro USB và sạc giả sử dụng, nó sẽ không có tai nghe. Quay trở lại với chiếc Galaxy Tab S 8.4 thì có thể nói là trước giờ mình không hề có hứng thú với các thiết bị máy tính bảng Android. Nếu mà mua thì mình chỉ mua iPad thôi. Tuy nhiên thì với Galaxy Tab S thực sự nó đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Có rất là nhiều thứ mình thích ở sản phẩm này. Thứ nhất là về cái thiết kế, Samsung lần này làm máy tính bảng vuông hơn chứ không bo tròn như ngày xưa nhiều, thành ra trông nó khá là cứng cáp và nam tính. Cái yếu tố thứ hai là Samsung sử dụng màn hình Super AMOLED. Mình là fan hâm mộ của cái việc là xem các cái màn hình đầy màu sắc cũng như là nó nịnh mắt, tại vì xem phim, xem ảnh. Và thứ hai là lần này Samsung gia công cũng như hoàn thiện thiết kế của máy đẹp hơn nhiều. Các bạn thấy là bây giờ chúng ta sẽ có một cái viền chạy dọc theo thân máy. Mặc dù không phải là kim loại, vẫn là nhựa thôi, nhưng nó được làm theo màu vàng, là một trong những cái màu có thể nói là xu hướng hiện nay, đẹp và sang trọng hơn nhiều. Mặt sau của Samsung thì vẫn được đục lỗ huyền thoại giống như Galaxy S5. Nó giúp cho chúng ta khi cầm tay vào thì nó sẽ bám hơn, không tạo ra cảm giác trơn và trượt. Samsung có làm một cái camera 8MP ở đây thì hơi lồi lên. Chúng ta sẽ có hai cái núm. Hai cái núm này có thể ấn xuống được và để đeo cái cover mà Samsung đã làm riêng cho cái dòng sản phẩm Galaxy Tab S của mình. Mặt trước này là màn hình 8,4 inch và đây là một trong những cái điểm đáng tiền nhất của Galaxy Tab S khi mà nó sử dụng độ phân giải 2K. Tức nghĩa là sẽ đem lại cái mật độ điểm ảnh cực kỳ cao và khiến cho đây là một trong những máy tính bảng có màn hình sắc và mịn nhất trên thị trường. Samsung sử dụng 3 phím bao gồm phím cảm ứng đa nhiệm, phím cứng, phím home và phím cảm ứng cuối cùng là phím back, giúp cho chúng ta sử dụng máy tính bảng một cách thuận tiện hơn. Có một điều các bạn lưu ý là phím home này sẽ bao gồm cả cái tính năng bảo mật vân tay mà chúng ta đã từng thấy trên cái chiếc Galaxy S5 để có thể mở khóa thiết bị này hay là truy cập vào một số cái chế độ bảo mật riêng tư hoặc là thanh toán bằng ứng dụng. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống loa ngoài có jack cắm tai nghe 3,5mm, cổng sạc micro USB. Ở bên trên đối diện với nó trên đỉnh máy cũng có một loa ngoài. Tại vì Samsung hướng đến cái việc là cầm theo chiều ngang, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm khi xem phim chơi game sẽ có hệ thống loa phát ra đều cả hai bên này. Bên cạnh phải này sẽ là nơi tụ họp đầy đủ mọi cái cổng kết nối, bao gồm khay cắm SIM, khay cắm thẻ nhớ mở rộng, mắt thần điều khiển từ xa, phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Và như vậy mình đã giới thiệu xong cho bạn cái video mở hộp chiếc Galaxy Tab S 8.4. Phiên bản 8.4 và 10.5 thì đều được bán ra cùng ngày. Và chiếc máy này thì mình sẽ gửi bạn bài đánh giá chi tiết sớm nhất có thể. Nhìn chung là nó là một chiếc máy tính bảng rất là đẹp, ấn tượng. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên like, share với bạn bè. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài đánh giá sớm nhất có thể.